Thưa quý vị, ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm quốc tế giáo dục Việt Nam Việt Edu 2024. Đây là lần đầu tiên triển lãm được tổ chức tại Việt Nam do COEX và Sigifre chủ trì. Hứa hẹn sẽ là một sự kiện quan trọng thu hút sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, giáo viên, phụ huynh và học sinh sinh viên tại thủ đô. Việt Edu 2024 có sự tham dự của hơn 60 doanh nghiệp đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày giới thiệu các lĩnh vực như xuất bản sách, chương trình học, công nghệ giáo dục, đào tạo ngoại ngữ, đồ chơi giáo dục, văn phòng phẩm, nội thất giáo dục và cơ sở hạ tầng. Trong đó, nổi bật là các đơn vị uy tín trong nước hoạt động cho các lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm và dịch vụ giáo dục. Đồng thời, trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra các hoạt động dành cho doanh nghiệp như hội thảo công nghệ cho trẻ, tư duy số của Classin, workshop Francine trường mầm non của Babylon, hội thảo đồ chơi thông minh và sức ảnh hưởng của La 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 Baby. Mỗi hoạt động đóng vai trò cầu nối để các doanh nhân, người đứng đầu các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tiến tới hợp tác bền vững trong tương lai. Triển lãm diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9 năm 2024, dự kiến đón hơn 20.000 lượt khách tham quan. Trong ngày hôm nay thì doanh nghiệp của chúng tôi đã mang đến triển lãm những cái sản phẩm và những cái thiết bị về STEM cho dành cho mầm non, dành cho tiểu học và trung học cơ sở. Khi mà có triển lãm như thế này thì có sự tham gia của rất là nhiều doanh nghiệp giáo dục từ trong nước và ngoài nước, thì đương nhiên là các cái sản phẩm nó vô cùng đa dạng được đưa tới Việt Nam, thì các nhà quản lý cũng như là các trường học rồi các phụ huynh học sinh thì sẽ có đa dạng sự lựa chọn cho con mình để phát triển cái việc học rồi phát triển tư duy cũng như là phát triển năng lực cho các con. Chúng tôi đã phát triển được 20 năm tại thị trường Hàn Quốc và các phần mềm về học tiếng Anh của chúng tôi là sản phẩm đầu tiên được học theo nguyên văn của Mỹ với số lượng nhiều nhất và được cung cấp tại các trường học, doanh nghiệp nhỏ và chương trình rất được ưa thích tại Hàn Quốc. Thông qua triển lãm lần này, chúng tôi kỳ vọng sẽ mang phần mềm học này ứng dụng tại thị trường Việt Nam và được đông đảo người tiêu dùng Việt Nam biết đến. Đặc biệt, năm nay có triển lãm song hành với Việt Edu 2024 là triển lãm quốc tế sản phẩm và dịch vụ cho mẹ bầu, mẹ và trẻ em Việt Baby Hà Nội 2024 diễn ra đồng thời. Chương trình được tổ chức bởi COEX và Sigifre. Đây là lần thứ tư triển lãm được tổ chức tại thủ đô với sự tham gia của hơn 200 thương hiệu đến từ 10 quốc gia. Với chủ đề Nuôi con là hành trình hạnh phúc, Việt Baby Hà Nội 2024 hứa hẹn mang đến đa dạng sản phẩm và dịch vụ dành cho mẹ và bé. Năm nay, triển lãm còn có chương trình Biz Matching 1-1 được thiết kế với mục tiêu hỗ trợ tối đa cho các cuộc gặp gỡ trực tiếp tại triển lãm của các doanh nghiệp và nhà mua hàng từ khắp nơi trên thế giới qua cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thưa quý vị, nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ ngày 25 tháng 9 tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Ned Franklin, Chủ tịch tập đoàn Pacifico Energy. Trao đổi với ông Ned Franklin, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn Pacifico Energy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp và các hoạt động hợp tác đầu tư và kinh doanh thành công của Pacifico Energy trên thế giới và tại Việt Nam thời gian qua, khuyến khích kế hoạch đầu tư mới các dự án chuyển đổi năng lượng của Pacifico tại Việt Nam thời gian tới. Về phần mình, ông Ned Franklin khẳng định thấu hiểu nhu cầu năng lượng của Việt Nam để hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới và cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác để triển khai các dự án một cách hiệu quả. Lãnh đạo tập đoàn Pacifico Energy đánh giá Việt Nam có nhiều ưu thế về địa lý, địa hình để phát triển năng lượng sạch và cam kết sẽ tiếp tục phát triển các dự án tại Việt Nam, đảm bảo năng lượng cho Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế, đồng thời tin tưởng rằng Việt Nam vẫn có thể đạt mục tiêu quy hoạch điện gió ngoài khơi 2030. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai, phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã làm việc với ông Amit Sevak, Chủ tịch Viện Khảo thí Hoa Kỳ, ETC. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã thông tin tới ông Amit Sevak về một chủ trương mới của Việt Nam là tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Theo Bộ trưởng, để thực hiện được nhiệm vụ này thì nâng cao chất lượng giáo viên tiếng Anh là hết sức quan trọng. Từ đó, đề nghị ETS hỗ trợ để Bộ Giáo dục Đào tạo thực hiện được nhiệm vụ đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Về phần mình, ông Amit Sevak cho biết, ETS đã có hợp tác với hơn 20 chính phủ các nước và có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, khảo thí tiếng Anh,
Vì vậy, ETS sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam để thực hiện mục tiêu này. Cụ thể, ETS sẽ cử các chuyên gia sang Việt Nam theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động khảo thí và nâng cao chất lượng giáo viên tiếng Anh của Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 9 tại thủ đô Viên Chăn, Lào đã diễn ra hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN, ASEM với sự tham dự của 10 nước thành viên ASEAN cùng Ban Thư ký ASEAN và Timor-Leste. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn tham dự hội nghị. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hội nghị nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN, hội nghị thường niên mạng lưới các viện nghiên cứu quốc phòng an ninh ASEAN lần thứ 17 và hội nghị tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 21, cập nhật tiến triển và đánh giá hợp tác quốc phòng ASEAN. Tại hội nghị, trưởng đoàn các nước ASEAN cũng đã thông qua và thống nhất trình lên hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN ADMM các tài liệu sáng kiến mới. Hội nghị cũng đã đạt được đồng thuận đối với dự thảo tuyên bố chung ADMM và thống nhất việc bổ sung quy trình hoạt động chuẩn nhóm thường trực quân đội các nước ASEAN về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa vào phụ lục chương 6 của quy trình hoạt động chuẩn về các thỏa thuận dự phòng và điều phối hoạt động cứu trợ thảm họa và ứng phó khẩn cấp trong khu vực, trao đổi các nội dung về công tác chuẩn bị cho các hội nghị sắp tới, cũng như chương trình quan sát viên chu kỳ 2024-2027. Kính thưa quý vị, ngày 25 tháng 9, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông phát động chương trình hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia.vn dành cho thanh niên Việt Nam trên toàn quốc. Cụ thể, cuộc thi thiết kế website Tuổi Trẻ Sáng Tạo dành cho các cơ sở đoàn. Theo đó, các cơ sở đoàn thiết kế website của đơn vị với tên miền quốc gia.org.vn với chủ đề Tuổi Trẻ Sáng Tạo. Cuộc thi thiết kế website Nhật ký thanh niên dành cho đoàn viên thanh niên, hội viên, hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Hình thức thi là thiết kế website cá nhân gắn với tên miền quốc gia ID.vn với chủ đề Nhật ký thanh niên. Thời gian đăng ký tham dự các cuộc thi từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại địa chỉ https://jong.id.vn. Thưa quý vị, trong đợt lũ vừa qua, địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ bị ngập nặng, học sinh phải nghỉ học. Ngay sau khi nước rút, nhiều trường học đã khẩn trương dọn dẹp để đón học sinh tới trường. Đến nay, 100% học sinh trên địa bàn đã đi học trở lại. Tại trường mầm non thị trấn Hạ Hòa, một trong những điểm bị ngập sâu trong nước lũ, mặc dù trường đã chủ động di rời tài sản trước cơn bão, nhưng nhiều trang thiết bị, bàn ghế bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của các lực lượng, quân đội, chính quyền địa phương, các thầy cô cùng phụ huynh, học sinh, đến nay toàn bộ học sinh đã đi học trở lại, mặc dù cơ sở vật chất vẫn còn khá thiếu thốn. Toàn bộ công tác bán trú được vệ sinh, khử trùng, đảm bảo nguồn nước sạch cho sinh hoạt. Việc khắc phục sau lũ là chúng tôi đã, thứ nhất là vệ sinh xung quanh trường lớp, tạo môi trường lớp học cho các cháu trước. Thứ nhất là chúng tôi tận dụng được những cái đồ dùng mà những cái nguyên vật liệu có thể tận dụng được. Chúng tôi đã cọ sạch sẽ và phơi khô đi để có thể tận dụng lại được. Còn về khắc phục về cái môi trường để cho các cháu học thì trước tiên là chúng tôi mở cửa thông thoáng và cũng bật quạt, bật điều hòa để cho cái phòng học nó khô ráo hơn. Sau khi mà các con ở lại ổn định lại thì cũng nhờ sự giúp đỡ và ủng hộ của các cái tổ chức, ủng hộ về những cái vật dụng hàng ngày đấy, thì các con đến giờ thời điểm hiện tại thì về cơ bản là về cái trang thiết bị của các con đã đảm bảo mức tối thiểu để cho các con hoạt động. Không chỉ riêng trường mầm non này, trên địa bàn huyện Hạ Hòa, nhiều trường học các cấp cũng bị ngập nước, khiến cho việc học tập của các em học sinh nơi đây gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với phương châm nước rút đến đâu phải vệ sinh môi trường đến đó, nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh, các trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh. Rất là mong muốn là được các cái cơ quan chức năng hỗ trợ một cái phần kinh phí để các trường khắc phục sau lũ, đặc biệt là mua sắm những cái thiết bị dạy học trong nhà trường, rồi thì khắc phục các cái hậu quả như là đổ tường rào, tốc mái và một số những cái nhà lớp học do bị mưa lũ ảnh hưởng đến kết cấu công trình, thì cũng rất là mong muốn được các cái cấp lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện để nhà trường khắc phục hậu quả sau mưa bão. Đối với lĩnh vực giáo dục thì toàn huyện thì có 16 cái cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng và có những trường là phải dừng học mất một tuần.
Bên cạnh đó thì rất nhiều cái cơ sở vật chất rồi trang thiết bị giáo dục, sách vở của các cháu là bị lũ cuốn trôi và bị hỏng. Nhờ sự vào cuộc của các cấp, sự giúp đỡ của phụ huynh cùng các mạnh thường quân, đến thời điểm này, 100% các trường trên địa bàn Hạ Hòa đã mở cửa đón học sinh trở lại và ngành giáo dục huyện Hạ Hòa vẫn đang nỗ lực khắc phục thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Thưa quý vị và các bạn, trường mầm non Giào San thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có 11 điểm trường rải rác tại các điểm bản trong xã. Giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Những năm qua, đồng hành với những nguồn lực được hỗ trợ từ nhà nước, các mạnh thường quân từ khắp nơi đã đến ủng hộ chia sẻ cùng nhà trường với mong muốn các trẻ mầm non nơi đây sẽ có điều kiện học tập ngày một tốt hơn. Đây là điểm trường mầm non Lùng Ô thuộc xã Giào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Nơi đây đang là chỗ học tập của hơn 30 trẻ em, từ 3 tuổi đến 5 tuổi. Ở bản Lùng Ô, do mới thành lập nên mọi cơ sở vật chất của trường vẫn còn nhiều thiếu thốn. Sau khi nhận thông tin từ chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng, đoàn thiện nguyện kết nối yêu thương từ Hà Nội đã đến trao tặng cho hai điểm trường Lùng Ô và Mạc Can thuộc trường mầm non Giào San những vật dụng thiết yếu. Thì hôm nay lên tới địa điểm điểm trường đây thì cũng được đơn vị tại địa phương, địa bàn rồi các anh bộ đội biên phòng giới thiệu, thì đến với đơn vị ở đây thì chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ mang lại những cái niềm vui và những cái vật dụng tiện ích cho các cháu, thí dụ như là máy lọc nước rồi tủ lạnh, để mong rằng các cháu có cuộc sống tốt hơn ở điểm trường xa xôi. Tôi lên tới điểm trường thì tôi cũng nhìn thấy điểm trường là còn khá nhiều những cái khó khăn và vất vả. Thí dụ như cái sân như chúng ta đang đứng ở đây là một cái sân nó bằng bê tông thì nó sẽ rất là rêu trơn, các cháu đi ra có thể là trượt ngã. Nên tôi cũng mong muốn là, và cái nhà vệ sinh của các cháu rồi cái phía rửa tay của các cháu là tất cả những cái vệ sinh là nó chưa đảm bảo. Thì tôi cũng hy vọng là từ những cái câu chuyện của tôi sẻ chia nó cũng lan tỏa được những cái sức mạnh tốt để mà mong rằng những cái đơn vị tài trợ khác có thể lên tới cái điểm trường Giào San này để mà giúp đỡ các cháu để mà xây dựng lại cái điểm trường để cho nó tốt hơn. Giào San thì có 11 điểm trường và Lùng Ô là một trong 11 điểm trường đó. Và điểm trường này thì là hết sức khó khăn. Và bà con trên đây thì chủ yếu là đi làm nương làm rẫy. Và hàng ngày thì các con là tự đi học chứ bố mẹ cũng không đưa đi học được. Với cơ sở vật chất thì hiện tại thì nhà trường cũng rất là có nhiều cái biện pháp để khắc phục để đưa các con đến trường. Thì tuy nhiên thì vẫn còn có một số cái khó khăn nữa, thì cũng rất mong là các nhà đài cùng với các nhà hảo tâm từ thiện sẽ giúp đỡ nhà trường để công tác của nhà trường phát triển tốt hơn. Còn hiện tại thì nhà trường rất mong muốn là sẽ làm được cái mái tôn để cho các con che mưa che nắng. Và thứ hai nữa là cái nhà vệ sinh để cho đảm bảo hơn. Và thứ ba nữa là cái sân thì hiện tại thì đó là sân bê tông đã làm từ rất lâu rồi và cũng chưa đảm bảo được cái việc mà khi trời mưa đến thì sẽ trơn trượt, nên là nhà trường rất mong các anh các chị sẽ giúp đỡ. Sau một chặng đường dài để đến được điểm trường này, chị Trinh vô cùng xúc động khi chứng kiến những khó khăn mà các em nhỏ ở đây đang phải đối mặt. Làm thiện nguyện đã nhiều năm, mỗi chuyến đi đều mang lại cho chị những cảm xúc khác nhau. Cảm thấy người dân ở đây rất là khó khăn. Em thấy cảm thấy là rất là đáng thương. Mỗi lần em về thì em cảm xúc giúp đỡ nhiều người dân, em cảm thấy rất là vui. Sắp tới thì định xây nhà vệ sinh cho các em. Những hoạt động này của nhóm từ thiện kết nối yêu thương nhằm giúp đỡ một phần cho trẻ mầm non tại Giào San nhân dịp năm học mới, góp phần cùng xã hội chia sẻ những khó khăn, đồng thời khuyến khích tinh thần phấn đấu học tập cho các em nhỏ vùng cao. Hy vọng trong thời gian tới, những em nhỏ ở đây sẽ được học tập trong một môi trường an toàn và ấm áp hơn trước khi mùa đông về. Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.